Xin chào anh em nhá, lại là em Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Hải Dương ạ. Anh em mấy hôm qua thì em khá là bận đi tuyển chim mà không tuyển được. Nay may mắn mãi mới tuyển một con cực kỳ ưng ý cho anh em nhá. Cực kỳ hợp lý luôn, giọng cực kỳ hay anh em ơi. Đây em Tuấn đang chuẩn bị làm lốt trại, chuẩn bị hứa hẹn cho anh em những con bồi chất lượng nhất đầu hàng tuyển VIP cho anh em nhá. Anh em cùng theo dõi nhá. Con chim này thì về anh em chăm chút để đi móc số rồi cực kỳ ngon anh em ơi. Anh em xem em nó thể hiện là lết cầu cực kỳ ok anh em nhé. Con này đánh cực kỳ đều, đánh đều ba mặt luôn anh em ạ. Anh em về chơi lồng vuông cũng ok. Hoặc là nói chung con này thì lồng nào cũng dễ vì em đã thử rồi anh em ạ. Anh em cứ hai cầu góc một cầu thẳng anh em nhé. Con này đánh nó đều lắm anh em ạ. Nó chạy đều các mặt luôn. Mà con này ấy, được một cái là khi mà chơi tầm khoảng 40 phút ra là cực kỳ nhạy chế anh em nhé. Bắt đầu từ 40 phút đến 50 phút trở ra thì bắt đầu nhạy chế. Như này em test nó tầm khoảng lúc đấy phải tầm 50 phút thì bắt đầu nó bật chế anh em ạ. Bắt đầu chế là cực kỳ nhạy chế anh em nhé. Khi con chim mà cạnh mà bung xòe nó cũng chế luôn anh em ạ. Từ 50 phút trở ra là bắt đầu nhạy chế anh em ạ. Nay con này thì nó mới di chuyển về tối hôm qua nên con chim nó vẫn chưa ổn định hẳn anh em ạ. Nên nay em chỉ cho rãi tầm hơn tiếng này em cho nghỉ rồi anh em ạ. Con chim cực kỳ ok cho anh em. Con hàng sạch anh em nhé. Con này chim được tầm 2 mùa rưỡi anh em ạ. Thực sự thì con này là đợt trước em cũng có hỏi mua một vài lần rồi nhưng người ta thì không bán. Thì tối qua nhờ được ông anh hỏi thì người ta nẻ ông anh em thì bán thì em đến múc luôn anh em ạ. Thực sự thì đi bây giờ đi tuyển chim sạch cho anh em khá là ít anh em ạ. Để mua con chim sạch, con chim ok tương lai cho anh em thì nó rất là ít anh em nhé. Chứ không phải như anh em lên mạng thấy người ta đăng suốt ngày đâu, không có đâu anh em ạ. Đa phần nó toàn chim thái thôi anh em. Chứ bây giờ anh em bảo hàng sạch đâu mà lắm đấy anh em. Đợt này thì em sẽ làm nhiều hơn về những con hàng sạch này anh em ạ. Vì bây giờ thì có ông anh em ở nhà cho chăm mọc các thứ thì em có thể đi được nhiều. Em sẽ săn, anh em bắt đầu săn chiến binh chất lượng cho anh em ạ. Con này hình bộ cực kỳ ok, lông mỏng anh em nhé. Thì hiện tại thì hôm nay ngoài Bắc thì vẫn là mưa và gió thôi anh em ạ. Nên con chim nó không gọn bộ được anh em ơi. Và anh em nhìn lông này nó sát, bó sát luôn anh em ạ. Lông mỏng dính luôn anh em nhé. Rất là ok cho anh em. Lết cầu cực kỳ đẹp. Con này nhạy xòe lắm anh em ạ. Con này ấy, khi mà anh em đánh cầu thẳng ấy, con này nó cũng dê được anh em nhé. Chạy đều ba mặt anh em ạ. Thi thoảng rất là hay nhạy bung xòe anh em. Đấy, chạy nét cầu cũng khá là ok luôn anh em ạ. Con này anh em chăm đạt đạt tí nữa là con chim chơi cực kỳ ok. Anh em nhìn con bên trái kìa. Nó đè cho xù như quả bóng luôn anh em ạ. Không theo nổi anh em ơi. Quá là ngon cho anh em. Con này em Tuấn Hải Dương giao lưu anh em với phí là 4 đồng 3 anh em nhé. Tặng cho anh em thêm một cái lồng ép mộc để vận chuyển cho đảm bảo anh em ạ. Em thì không tiếc gì hai cái lồng anh em ạ. Thà mình có thể lãi ít đi một chút, lời ít đi một chút nhưng mà mình vận chuyển cho anh em nó đảm bảo thì nó sẽ ok hơn. Chứ nhiều anh em đi mua con chim thuần hay các thứ thì anh em gửi cái hộc thì nhìn trông nó chán đời quá anh em ạ. Đến nó hoảng anh em ạ. Về mình gột nó rất là lâu. Anh em nhìn nó ok không? Đấy, cho cầu thắng dê cũng dê ok luôn anh em ạ. Đấy, dê cũng khá là ok luôn anh em nhé. Nói chung là con này thì nó rất là một con chim rất dễ chơi, rất dễ chăm anh em ạ. Lồng cầu nào nó đánh đều ok hết anh em ơi. Nhưng anh em nếu mà anh em về cho nó đánh thì cứ ưu tiên thử 4 cầu góc hoặc là 2 thẳng 1 góc, 2 thẳng 2 góc 1 thẳng anh em ạ. Em nghĩ là nhiều khi như con này em nghĩ là đánh anh em mà đánh 4 cầu góc ok đấy anh em ạ. Con này cũng dê được anh em ơi. Quá là yêu thương cho anh em. Con này thì cực kỳ nhạy chế anh em nhé. Cứ đánh vào mà sâu sâu một chút đấy là con chim nó nhạy chế lắm. Nhiều khi ví dụ như đối thủ chỉ cần bung xòe hay hơi xòe một chút là nó chế vào mặt luôn anh em ạ. Chim rất là ok. Con này chế liên tục luôn. Nó không mất lực đâu anh em ạ. Anh em nghe tiếng chế nó không bị, tiếng nó không bị quá to anh em ạ. Nên thành ra con chim nó sẽ vẫn giữ được lực anh em nhé. Đây chiều muộn muộn này em treo ra này nó chế ác luôn anh em ơi.
Ngoài em thì nó vẫn hơi gió lạnh một chút, trời nó cũng ỉu trời rồi. Sáng thì em đi tuyển chim, em đi test lại con chim thì bận chẳng bắt được con nào, cũng không quay thêm một clip nào nữa anh em ạ. Lên sóng cho anh em con này cho anh em về chăm chơi. Đây anh em nhìn chưa? Độc treo một mình thôi nó đã nhảy cầu nó cực kỳ ok rồi anh em ạ, chứ chưa cần phải đấu anh em nhé. Trời nó muộn rồi nên con chim nó cũng sẽ hơi hơi xù xù một chút anh em ạ. Nó không tránh được vì cái thời tiết ngoài Bắc thì anh em biết là nó đang mưa phùn rồi gió các thứ, nó ỉu trời rồi mà mình quay cái video nó muộn rồi anh em ạ. Anh em nào yêu thì bốc máy luôn em Tuấn Hải Dương nhá.